Vâng, như vậy là trận đấu đầu tiên chuẩn bị được bắt đầu. Nguyễn Ngọc Tâm cầm Real Madrid, còn đối thủ của anh Lê Chí Cường cầm Tây Ban Nha. Trong khi Nguyễn Ngọc Tâm thi đấu với đội hình 4-2-2 thì đội hình của Tây Ban Nha thi đấu với đội hình là 4-4-2. Chúng ta được theo dõi cặp đấu đầu tiên của Liên đoàn Kinh thi đấu với FC Đà Nẵng. Vâng, ở trận đấu đầu tiên này, đây là trận đấu mở màn cho buổi giao hữu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ được theo dõi hai vận động viên thi đấu cầm hai đội bóng rất xuất sắc, đó chính là Real và Tây Ban Nha. Vâng, tôi xin giới thiệu qua đội hình của cả hai đội. Bên phía Real thì vẫn gồm các hào thủ thi đấu với đội hình 4-2-2-2. Ở cặp tiền vệ trung tâm đó chính là Mesut Ozil và Kaká. Hai bên cánh thì vẫn là Ronaldo, Di Maria, và cặp tiền đạo đó chính là Karim Benzema và Higuain. Vâng, những phút đầu tiên diễn ra khá hấp dẫn. Các cầu thủ Tây Ban Nha đã dồn lên để dồn ép các cầu thủ Real Madrid. Nhưng bây giờ thì Ronaldo đang một mình cầm bóng ở giữa sân. Một pha chuyển cánh sang cho Angel Di Maria rất tiếc đó không phải là một cú volley ngay. Chúng ta từng được chứng kiến rất nhiều những pha volley đẹp mắt tới từ lưu trung tâm và Vũ Hoài Nam. Bên phía Tây Ban Nha thì cặp tiền vệ trung tâm đó chính là Iniesta và Xavi Alonso. Hai bên cánh, một bên là Silva và Jesus Navas. Cặp tiền đạo thì như các bạn đã biết vẫn là David Villa và Fernando Torres. Đây là Jesus Navas. Rõ ràng chỉ có trong FIFA Online chúng ta mới được chứng kiến những trận đấu như thế này. Trên sân có thể có hai cầu thủ Xavi Alonso. Vâng, liên tiếp là những pha chuyển cánh của Real. Sẽ là một quả phạt góc dành cho các cầu thủ Real. Vâng, vừa rồi là một pha căng ngang khung thành của Di Maria. Rất đáng tiếc là không có một cầu thủ nào của Real lao vào. Ozil. Vâng, bây giờ là Iniesta của Tây Ban Nha rồi. Fernando Torres mặc dù ngoài đời không có được phong độ cao nhưng trong FIFA anh vẫn là một tiền đạo cực kỳ nguy hiểm. Vâng, đây là Ronaldo có khoảng trống. Vâng, một cú sút bóng đã trúng vào tay của Casillas, sau đó tìm tới xà ngang của Tây Ban Nha. Rất đáng tiếc cho vận động viên Nguyễn Ngọc Tâm. Vâng, vừa rồi là một pha bóng quen thuộc trong FIFA Online, đặc biệt là khi Ronaldo có bóng. Vâng, anh còn phi thường hơn cả trong trong FIFA, còn phi thường hơn cả ở ngoài đời. Vâng, phút 25 của trận đấu và vẫn chưa có bàn thắng mở tỷ số. Các cầu thủ Real đã dần chiếm lĩnh được thế trận, trong khi Tây Ban Nha các anh dường như hơi cóng với một đội hình. Tôi nghĩ rằng nếu sắp xếp đội hình Tây Ban Nha như này chưa phải là mạnh nhất, không có Sek, không có Xavi. Đây là David Silva. Liên tiếp là những pha bàn bật bóng nhỏ của các cầu thủ Tây Ban Nha. Vâng, nếu như đá Tây Ban Nha và đá Barca thì cũng không có nhiều sự khác biệt. Vừa rồi là một pha chuyền bóng lên hơi bất cẩn của thủ môn Casillas. May cho anh là các hậu vệ của Real Madrid đã cẩn thận và cướp lại được bóng. Đây là Kaká. Không được rồi, Higuain vừa rồi đã không được xoay sở trong vòng vây của hai hậu vệ Tây Ban Nha. Vâng, từ đầu đến giờ Torres hoạt động rất rộng sang bên phía cánh phải. Có vẻ như Torres sẽ hoạt động rộng hơn để dành khoảng trống cho Villa ở bên trong xuyên phá. Vâng, một cú sút có vẻ như là cầu may. Sẽ có 7 cặp đấu diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay. 14 trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh GTV2 thuộc trang web gametv.vn. Vâng, các bạn có thể vào gametv.vn, sau đó cài đặt Shopcast và kích vào GTV2 để thỏa mãn niềm đam mê FIFA Online của mình. Đây là Angel Di Maria, một pha chuyển cánh. Không được rồi, lúc này thì các cầu thủ Real vẫn đang chiếm lĩnh thế trận. Higuain. Vâng, một cú sút rất đẹp của Higuain. Pha đảo chân rất nhanh và tung lên một cú sút cầu âu. Có lẽ tình huống vừa rồi thì Casillas chỉ bay đang mang ví dụ minh họa thôi. Vâng, các bạn có thể thấy trong FIFA Online mới có thể có những cú sút. Vâng, xoay người đến 90 độ để sút bóng.
Tỷ số đã là 1-0 cho Real rồi. Lợi thế đang nghiêng về Liên đoàn Kinh cũng như là vận động viên Nguyễn Ngọc Tân. Lê Chí Cường của Đà Nẵng đang cố gắng, bây giờ anh phải đẩy cao đội hình hơn nữa để có thể tìm kiếm bàn san bằng tỷ số. Vâng, các bạn có thể thấy trong FIFA Online sử dụng rất nhiều những đường căng ngang đồng, cắt ngang khung thành. Các tiền đạo và các tiền vệ cánh ở bên phía đối diện sẽ lao vào cắt mặt, đỗ ngực tung ra những cú sút nguy hiểm. Đây là Karim Benzema. Vâng, không được rồi, vừa rồi thì Angel Di Maria chạy chỗ không hợp lý. Nhưng bây giờ Angel Di Maria đang có bóng. Pha xử lý kỹ thuật hơi rườm rà của một số cầu thủ đùa nhà thường rất hay để mất bóng ở giữa sân. Đây là Torres. Vâng, Silva đang di chuyển. Phải chăng một cú căng ngang? Không phải, dường như đó là một cú sút. Một cú nửa sút nửa thiền của David Silva đã làm cho cơ hội của Tây Ban Nha trôi qua. Hiệp 1 đã kết thúc và chúng ta sẽ bắt đầu hiệp 2 ngay. Vâng, dường như không có một cú sút nghỉ ngơi. Xavi Alonso. Vâng, đây cũng là buổi tổng hợp trực tiếp thứ hai của game FIFA Online trên trang web gametv.vn. Vâng, vừa rồi là một pha cứu bóng xuất tâm của Casillas. Tưởng chừng như mảnh lưới của Real sẽ dừng lên. Một tình huống quá ngon ăn. Và trong game FIFA, Torres vẫn tỏ ra vô duyên như bình thường. Vâng, giá chuyển nhượng của Torres ngoài đời thì rất cao. Nhưng có lẽ bây giờ bán 1/3 giá Chelsea cũng sẽ đồng ý ngay. Mesut Ozil. Vâng, một pha chuyền bóng hơi khó hiểu của Mesut Ozil. Có vẻ như chiếc áo số 10 ở Real luôn có ma ám. Bây giờ thì các cầu thủ Real bắt đầu tổ chức phản công. Đây là tình huống 4-4. Angel Di Maria, hai tiền đạo Real đang di chuyển. Rất đáng tiếc, vừa rồi là một tình huống nghiệp vị của các cầu thủ Real. Có vẻ như Ronaldo lưỡng lự trong việc chuyền bóng. Vì vậy khi anh quyết định chuyền thì Angel Di Maria đã ở tư thế nghiệp vị rồi. Vừa rồi là một liên tiếp những cú phản bàn bật cực đẹp của các cầu thủ Real. Bây giờ là Higuain trong vòng cấm. Vâng, một pha lốc bóng kỹ thuật của cầu thủ Argentina. Nhưng rất tiếc cho anh Casillas rất tỉnh đòn. Vâng, vừa rồi Casillas không hề dâng cao. Vâng, ở khu vực giữa sân đang xảy ra những cuộc tranh chấp rất quyết liệt. Các cầu thủ của cả hai đội liên tiếp chuyền bóng vào chân nhau. Ở cặp đấu thứ hai sẽ là cặp đấu của Nguyễn Văn Trọng và Trần Đức Duy. Nguyễn Văn Trọng là đại diện của Kinh và Trần Đức Duy là đại diện của Đà Nẵng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi trận đấu giữa vận động viên Nguyễn Văn Tân và Lê Chí Cường. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về Real của Nguyễn Văn Tân. Bóng vẫn còn trong sân, đây là Higuain. Phải chăng một đường căng ngang? Vâng, vẫn đang rất rườm rà để thể hiện kỹ thuật của mình. Bây giờ mới là phút thứ 64 thôi, vẫn chưa đến giờ phút để câu giờ. Vâng, bóng vừa chạm tay của PP. Một pha sút phạt ở khoảng cách 31m. Vâng, không được rồi. Ở khoảng cách 31m có lẽ là phải tung ra những cú sút như đố bổ cơ. Vừa rồi thì một pha bóng kỹ thuật. Rất tiếc là bóng đi vào xà ngang. Đây là David Villa. Vâng, chọc khe cho Torres nhưng không thành công. Torres đã bị hai hậu vệ của Real ôm sát. Higuain. Vâng, đây là Benzema. Vâng, một cú sút quay mông về phía khung thành. Rất cố gắng của Benzema. Cú sao thì cú sút đó cũng ghi nhận sự cố gắng của Benzema mà thôi. Vẫn là Benzema, còn đây là Ronaldo. Vâng, người ngoài hành tinh mất hình từ đầu trận đấu đến giờ. Bây giờ anh đang có bóng và quyết định biểu diễn kỹ thuật chứ không hề chuyền bóng cho đồng đội của mình. Vâng, các cầu thủ Tây Ban Nha đã lấy được bóng và đây là pha phản công sẽ cực kỳ nguy hiểm. David Villa. Vâng, theo sát Villa là PP. Vâng, pha căng ngang vừa rồi không hề tạo một chút nguy hiểm gì cho hàng hậu vệ của các cầu thủ Real cả. Benzema đang có bóng. Hậu vệ cánh trái của Tây Ban Nha vừa hỗ trợ kịp thời cho cặp trung vệ đã bị Benzema vượt mặt. David Villa không được rồi. Vâng, rõ ràng là việc đá on giữa Kinh Hà Nội và Đà Nẵng
sẽ có trục trặc về vấn đề đường truyền mạng. Những hình ảnh không đường lượt là khi mà giống như các cầu thủ dân tộc và sao Việt thi đấu upline. Vâng, trong tình huống vừa rồi thì bóng đã được đưa vào lưới của Real. Thưa các bạn, là của Tây Ban Nha. Rất tiếc là Karim Benzema đã rơi vào thế việt vị. Tỷ số 1-0 đang được giữ tới phút thứ 81 của trận đấu. Vâng, đây là Jesús Navas. Từ đầu đến giờ Navas cũng chưa xuất hiện trên bản đồ. Vâng, rất lát. Không sao. Vâng, vừa rồi thì các bạn có thể thấy chỉ một chút gật cờ đã làm cho bóng rơi vào chân của David Villa. Một cú cứu lòng hoàn hảo của cầu thủ đang thi đấu cho Barcelona. Tỷ số đã được san bằng 1-1. Hai vận động viên của chúng ta sẽ quay trở lại vạch xuất phát. Vâng, một đường đội bóng rất cơ bản và pha cứu lòng thì dường như Casillas sẽ không còn cơ hội. Phút thứ 83 của trận đấu, vâng, cơ hội vẫn còn cho cả hai vận động viên. Cả Nguyễn Ngọc Tông và Lê Duy Quốc đồng đều có cơ hội để gia tăng khoảng cách. Đây là Jesús Navas. Vâng, một đường căng ngang rất khó chịu. Chuyển cánh sang cho David Silva. Vâng, Silva hiện nay đang thi đấu cho Man Xanh và anh là linh hồn của Man Xanh. Vâng, nhà kiến tạo tài ba của Man Xanh cùng với Sami Nasri. Cặp tiền đạo thì rõ ràng là Aguero cặp với Edin Dzeko nguy hiểm hơn là có sự có mặt của Tevez, khi mà Tevez đang bị đì trên băng ghế dự bị và sẽ bị bán trong mùa đông này. Những giây phút cuối cùng rồi, trận đấu sẽ có 3 phút bù giờ. Đây là Angel Di Maria. Vâng, những gợn giật các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình. Đây rõ ràng điều kiện thi đấu không thuận lợi cho các game thủ thể hiện được khả năng của mình. Đợt phản công của các cầu thủ Tây Ban Nha. Vâng, đây là Jesús Navas. Có lẽ là trận đấu sẽ kết thúc ở tỷ số hòa.